Mến chào các bạn đến với buổi tập của ngày tiếp theo trong chuỗi chuyên đề yoga chữa đau đầu và mất ngủ cùng với Kim Toàn nhé. Buổi tập của ngày hôm nay thì Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn các cái kiến thức về hệ thống mạch máu của chúng ta, và đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới năng lượng không lưu thông được trong cơ thể và chúng ta bị đau đầu, mất ngủ. Cụ thể như sau: tổng chiều dài toàn bộ hệ thống động mạch, tĩnh mạch và mao mạch của chúng ta là có khoảng tầm 90.000 km nhé, bao gồm động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Trong yoga thì còn có cả vi mạch và mạch của mạch nữa. Tuy nhiên thì chúng ta không cần để tâm nhiều, chỉ biết rằng là hệ thống mạch máu sẽ giúp chúng ta lưu chuyển năng lượng và không khí trong cơ thể, và toàn bộ các cái vấn đề liên quan đến sức khỏe cũng như bệnh tật đều ảnh hưởng phần lớn nhé, đều là do cái quá trình lưu thông máu của chúng ta hạn chế. Và để giải quyết được vấn đề đó đấy, các bạn chỉ cần tập với Kim Toàn bài này, bài của ngày hôm nay. Các bạn có thể tập đi tập lại cả cuộc đời của mình với 4 động tác thôi, chỉ có 4 động tác thôi nhé. 4 động tác vô cùng đơn giản, lặp đi lặp lại. Và trong cái quá trình mà giữ tĩnh cũng như tập cùng với Kim Toàn thì Kim Toàn sẽ không giải thích gì cả, tập từ đầu đến tận cuối cùng nhé. Rồi sau đây mời các bạn tập luôn cùng với Kim Toàn nhé. Động tác đầu tiên, mời các bạn nằm xuống, duỗi hai tay của mình về phía sau thật thoải mái. Tư thế động tác đầu tiên, cách làm rất là đơn giản. Thật thoải mái, thật thư giãn. Các bạn chỉ cần nhìn một lần, sau đó là chúng ta có thể làm được luôn, hoặc vừa nhìn vừa làm theo. Mỗi động tác sẽ lặp đi lặp lại 21 lần và rất là dễ. Chuẩn bị, bắt đầu. Hít vào, nâng hai chân đồng thời gập đầu lên. Hạ xuống, thở ra. Lần thứ nhất, lần thứ hai. Hít vào, nâng chân đầu, thở ra, hạ xuống. Lần thứ ba, hít vào, lên chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ tư, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ năm, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ sáu, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ bảy, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ tám, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ chín, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 10, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 11, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 12, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 13, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 14, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 15, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 16, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 17, hít vào, nâng chân đầu, hạ xuống, thở ra. Lần thứ 18,
Hít vào nâng chân. Đầu. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 19. Hít vào nâng chân. Đầu. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 20. Hít vào nâng chân. Đầu. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 21. Hít vào nâng chân. Đầu. Hạ xuống. Thở ra. Thôi. Thả lỏng. Nghỉ khoảng một vài phút. Thật thư giãn nhé. Thật thoải mái. Hít thở nhẹ nhàng, bình thường. Thật thoải mái. Thả lỏng. Thư giãn. Thôi, mời các bạn ngồi dậy. Vung chân ngồi dậy. Động tác tiếp theo nhé. Động tác số 2. Quỳ hai gối này. Hai gối mở rộng bằng hai vai. Dựng hai cái bàn chân lên. Cũng mở rộng bằng hai gối và vai. Chuẩn bị. Chỉ cần nhìn một lần hoặc là làm theo là chúng ta có thể làm được các lần tiếp theo. Cũng với 21 lần nhé. Bắt đầu. Hít vào, hai tay chống vào hai hông, đồng thời ngửa thật xa người về sau. Lên, thở ra, buông tay xuống lần thứ nhất. Lần thứ hai, hít vào, chống tay ngửa xa người về sau. Lên, thở ra, đùng đỉnh chậm rãi thôi. Lần thứ ba, hít vào, ngả thật xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ tư, hít vào ngả thật xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ năm, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ sáu, hít vào ngửa xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ bảy, hít vào ngửa xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ tám, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 9, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 10, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 11, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra.
Lần thứ 12, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 13, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 14, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 15, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 16, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 17, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 18, hít vào ngả thật xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 19, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 20, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra. Lần thứ 21, hít vào ngả xa người về sau. Lên, thở ra thôi. Úp mu bàn chân xuống. Thì đứa trẻ, thoải mái thả lỏng vài phút, nghỉ vài ba phút nhé. Thật thư giãn, thật tĩnh, thả lỏng cái lưng của mình ra. Thôi, nhổm dậy. Động tác thứ 3, động tác tiếp theo nhé. Hai tay chống về sau, hai tay cao bằng nhau và mở rộng bằng vai. Hơi co chân của mình lại một chút, tay chống xa về sau một chút nhé. Sao cho cái quá trình mình đẩy lên ấy, thì tay và chân của mình chống vuông góc với mặt thảm, giống như là cái bàn ấy. Các bạn cũng quan sát một lần, hoặc cũng có thể làm theo luôn. Động tác rất là dễ. Chuẩn bị. Bắt đầu. Hít vào đẩy lên, ngửa đầu về sau. Hạ xuống, thở ra. Lần thứ nhất này. Lần thứ hai. Hít vào đẩy lên, ngửa đầu về sau. Hạ xuống, thở ra. Cố gắng đẩy căng một chút. Lần thứ ba. Hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra. Lần thứ tư, hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra. Lần thứ năm, hít vào đẩy lên, hạ xuống thở ra. Lần thứ 6,
Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 7. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 8. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 9. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 10. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 11. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 12. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 13. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 14. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 15. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 16. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 17. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 18. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 19. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 20. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Lần thứ 21. Hít vào đẩy lên. Hạ xuống. Thở ra. Thôi, co hai chân vào lòng. Rất là đau mỏi tay đúng không? Không sao cả. Rồi, gập sâu người xuống. Thoải mái thả lỏng thư giãn. Nghỉ một vài phút, thư giãn ngủ một giấc nhá. Nghỉ một giấc. Thật lòng thoải mái, thư giãn. Mềm người ra, buông lỏng ra. Nghỉ vài phút thật thư giãn. Thôi, nhổm dày. Động tác thứ 4. Mời các bạn nằm sấp xuống, xòe rộng hai bàn tay, mở rộng bằng vai. Nằm sấp xuống nha. Hai tay chống ngang eo của mình này. Xòe rộng bàn tay chống ngang eo, dựng chắc hai cái bàn chân lên. Các bạn có quan sát một lần hoặc cũng có thể làm theo luôn.
và động tác thì lặp đi lặp lại, rất là dễ nhớ, dễ quan sát, dễ tập theo. Chuẩn bị. Lần thứ nhất, bắt đầu. Hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa về sau càng tốt. Nâng người lên, đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ hai, hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ ba, hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ tư, hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ năm, hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ sáu, hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ bảy, hít vào đẩy ngửa người lên, đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người, nằm xuống thở ra. Lần thứ tám, hít vào đẩy ngửa người lên, đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ 9, hít vào đẩy ngửa người lên, đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người, nằm xuống thở ra. Lần thứ 10, hít vào đẩy ngửa người, đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ 11, hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ 12, hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra, nằm xuống thở ra. Lần thứ 13, hít vào đẩy ngửa người lên, càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra,
Nằm xuống thở ra. Lần thứ 14, hít vào đẩy ngửa người lên. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra. Nằm xuống thở ra. Lần thứ 15, hít vào đẩy ngửa người lên. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra. Nằm xuống thở ra. Lần thứ 16, hít vào đẩy ngửa người lên. Càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra. Nằm xuống thở ra. Lần thứ 17, hít vào đẩy ngửa người lên. Càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra. Nằm xuống thở ra. Lần thứ 18, hít vào đẩy ngửa người lên. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra. Nằm xuống thở ra. Lần thứ 19, hít vào đẩy ngửa người lên. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra. Nằm xuống thở ra. Lần thứ 20, hít vào đẩy ngửa người lên. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra. Nằm xuống thở ra. Lần thứ 21, hít vào đẩy ngửa người lên. Càng xa càng tốt. Đè về thở ra. Hít vào giữ thẳng người ra. Nằm xuống thở ra. Thôi, thoải mái, duỗi hai tay về sau, thả lỏng, thư giãn. Nghỉ một vài phút. Thôi, bài tập đến đây là kết thúc ở đây. Trong bài Suối Nguồn Tôi Trẻ, sự thực thì khi đầy đủ toàn bộ bài tập đấy, có tới 6 tư thế động tác cơ. Tuy nhiên thì mục tiêu của chúng ta chỉ dừng lại ở việc chăm sóc và nâng cấp sức khỏe sắc đẹp.
thì chúng ta không cần phải tập động tác đầu tiên và động tác cuối cùng. Hai động tác đó kích hoạt một phần nào đó sức khỏe về tâm lý tinh thần, hầu hết chỉ dành cho những người tu tập có những cái giá trị tâm linh đặc biệt, thì để đảm bảo an toàn tốt nhất cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta, chúng ta chỉ cần tập 4 động tác đó và các bạn có thể tập đi tập lại thường xuyên nhé. Và mục tiêu của 4 động tác đó là giúp cho toàn bộ 90.000 km mạch máu của các bạn, bao gồm động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, vi mạch và mạch của mạch, thật là sạch sẽ, thật là trơn tru, thật là làm sao thông thoáng, đồng thời mềm mại, dẻo dai và trẻ hóa, thì tự động máu huyết, năng lượng, dinh dưỡng bao gồm cả thực phẩm chức năng và thuốc sẽ được vận chuyển tới những cái nơi, tới những tế bào mà cơ thể của chúng ta cần thiết, giúp cho chúng ta phục hồi được những cái tổn thất trong thể chất và tinh thần của mình, đồng thời là chữa được bệnh đau đầu, mất ngủ. Bài tập đến đây dừng ở đây, và như thường lệ thì Kim Toàn rất là mong các bạn có thể chia sẻ comment hoặc là inbox cái điều gì đó, bất kỳ một điều gì nhé, không quan trọng, để cái thuật toán của YouTube họ phát hiện ra rằng là cái video của Kim Toàn thực sự là có giá trị. Bởi tại cái thời điểm này, năm 2024 đấy, thì có rất nhiều người nhé, làm những cái công việc như Kim Toàn, nhưng cũng có rất nhiều người không hề có những cái chuyên môn tốt, hoặc chỉ dừng lại ở sự chia sẻ kiến thức chuyên môn, những cái trải nghiệm sống của mình, chứ không phải là những cái chuyên gia làm việc rất là chỉnh chu và nghiêm túc như Kim Toàn. Thì đây là cái cơ hội rất tốt để Kim Toàn có thể có cái điều kiện chia sẻ những cái kiến thức của mình tới cộng đồng nhiều hơn, và rất cần sự chung tay giúp đỡ của các bạn, chỉ là một cái comment, là một cái lượt thích, hoặc là thả tim, hoặc tuyệt vời hơn nữa là có thể làm sao copy cái video của Kim Toàn gửi cho ai đó mà họ có cần, có nhu cầu cần nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần tiếp theo cùng với Kim Toàn nhé.